10 giờ. Đấy ông già anh. À ông già anh đấy. Thế là nhà ông ngay đó á? Ừ. Đấy nhà nhà bên dưới. À anh. Đây vâng, tại mình đưa nhà đây hả? Đây ông con đang đặt. Châu hả? Châu. Đây nuôi lợn hả anh? Đấy, chỉ nuôi lợn. Ở trước chỗ này là bò đây này, xong rồi. Không cả mát cả nhà chưa? Châu chưa, châu thì mua là mua lâu tháng chưa? Thì châu là như được mấy tháng rồi. Quan trọng là phải ưng lối vô trong đây vâng. À, thôi khói nha anh ơi. Khói đi. Ừ, chẳng lẽ là bán bò không cho anh được cái dây. Dây em chỉ đây. À, thì tao bảo là cũng ở chỗ quê con nhà ấy đấy. Nó ở... Ông ơi! Theo dõi ông này từ lúc mình chưa nuôi bò cơ. Ở bên dưới cái Ninh Bình ấy. Nó đi thẳng đường rồi mú vật vờ thẳng đường. Nếu mà anh mà quen thì lần sau anh đấy anh đi trước lên đây được mấy tiếng. Không, lần sau gọi lần sau bắt là phải đủ chuyến cho nó bó. Là đủ chuyến nói cho ngành cho nó bỏ. Thì lần sau bắt thì 15 20 con đấy. Không phải xem bò nó quan trọng mới bò. Con bò mà có cái con bò vả, con bò man như vậy. Thế bọn giết cháu thì cũng không bao giờ thiếu. Đúng không? Tao nói với ông này đôi khi là em bắt về chục con bò đi. À quay lên YouTube chú đừng có điện cho ai cả, để đó ngày mai đến. Nhưng ngày mai cũng không thấy điện lại mà điện nó cũng không bóc máy. Nhưng mà chả lẽ mình nói là tuần mua vừa bán không có gì, những con người anh bảo ở vậy. Nhiều khi các ông nói cho sướng mồm. Nói cho sướng mồm hoặc là uống rượu sừng sừng lên. Đấy, chú ơi để ngày mai anh đến, nhưng mà ngày mai à con người đoàn hoàng. Ví dụ như tối có chuyện gì à chú ơi anh ngày mai không đến được, thôi em thu xếp em bán thì lần sau rồi có gì anh điện. Con người nó rất đoàn hoàng. Mà nó điện có người điện 3-4 lần luôn, điện 3-4 lần hết lô đi đến lô tê, nhưng mà đến lúc quay lại điện cho nó để nó đến nó trả mạng không bốc máy, không trả lời gì cả, đi mua chỗ khác. Có ý là vậy. Đúng rồi. Bà chợ không... Có trường hợp nó tham giá đấy. Đúng rồi, nó tham giá nữa. Nó trường tham hợp giá như nữa. Bác nói đấy là tham giá. Nó tham giá nữa. Còn nói ông với anh thông cảm, bây giờ xã hội bây giờ không ai cho không ai cái gì cả. Không có cái gì đẹp mà rẻ cả. Cháu nói thật chứ nào. Tiền nào thì phải đấy thôi. Lợn nên thế họ bảo may bán thôi. Anh thấy mẹ anh mua với con mẹ đi, anh mua con đi 10, em mua 17 triệu, anh nhắc xuống anh coi với con mẹ anh mua, đúng không? Tiền nào thì cố lấy thôi. Ông với tôi xem này mà tôi chốt muộn đã mất rồi. Đây này em quay, em nói là luôn, em quay luôn. Ông anh ở ở trong tỉnh, anh ở anh ở lên Thạch Thành, anh mua cái em năm nào anh cũng mua cả. Anh mua với em lúc chục hơn chục con. Đây em bảo anh điện, anh điện con này. Anh điện đầu tiên anh mua này. Nhưng mà xong em điện lại nhường cho anh cũng không nhường này. Ông không nhường đó. Nhưng mà thôi ông điện mình nhận rồi em lưu tin anh ở xa. Anh ở ngoài chút họ thôi. Còn kệ người ta thì bây giờ chấp nhận thôi chứ bây giờ. Hôm chuyển một chuyến về Lâm Thao đúng không? Vâng. Đúng rồi. Không có xem một video chuyển nước em chuyển lên máy ở trên nước, mà trên nói chung là em thì em không muốn đi xa vậy đâu, em chuyển lên mà lên Tuyên Quang mà, nhưng mà những Tuyên người Quang với đây thì nó cũng liền nhau rồi. Vâng, nó về nhiệt tình như anh em từ chối nó cũng khó. Nói đúng là chứ nhưng cái con F2 này em mua về em có bán đâu thì nhưng mà thôi để bây giờ anh nghĩ anh ở xa mà mấy triệu thì cứ xe đi, bây giờ cái công thì em không nói, nhưng mà các bác có mẹ nó bỏ to xuống cho theo không? Đưa dặn đầu cho anh cứ tâm đấy, em bỏ to nó mệt thế nhỉ, bỏ to nó đứng thì có một ăn kìa mệt. Hai con này thì còn nằm này, hai con này chạy xe nó lại đến nằm lại. Còn con bò to là đứng thì em sợ là tháo cái bò to ra nó cởi hai con men lên nè. Có mẹ con thép hai này. Vâng. Con này lép hai mũi đây này, về anh cho ăn đều độ một cái là ok lắm rồi. Vâng.
Tiền nào thì của nấy thôi. Cái này thì nó bùa cạnh con trâu rồi. Vâng. Rồi anh Bảo ơi, em cân rồi mà, nên yên tâm. Tiền đáo. Rồi, rồi, rồi. Ông ơi, ông lại tấm tấm ông lại tấm còn thứ hai chứ cháu. Đây ông giữ này nè, ông giữ này còn còn ăn. À không, à, đúng rồi, ông làm gì đấy. Em tấm đây này để đấy, cứ từ từ. Cào thế mà. Từ từ đứng đây đi để cháu lôi xuống con này. Có nhà có. Đây có bác. Đó. Chào có bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube. Kênh khởi nghiệp. Kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Rồi các bác, hôm nay chú Thơm giao ra mãi Phú Thọ bà con. Đây, gia đình anh mua trâu vỗ béo, nuôi trâu vỗ béo và chuyển sang nuôi 3B nữa các bác. Đó. À, đúng rồi, anh chịu khó cột đi, em ghi đoạn hình cho bà con nông dân xem. Kiếm đồng tiền giàu. Đây các bác, nuôi 3B này. Đó, anh mua cũng 5-6 ngày rồi các bác, nay mới có dịp giao ra đến cho anh này. Đi. Vô. Rồi. Xong. Rồi đấy không? Cô đang ở dưới đây này. Cô đang ở dưới đây. Ông thấy cái đồ điệu của nó khá rồi. Chân mình đặng to đó thôi mà. Còn mình mới vài tháng, mình vài tháng rồi. Vài mẹ nó trọng hơn mẹ nó, cái nền bò mẹ nó to. Đây con này này, ông anh ở trên Thạch Thành anh nhận này, anh vừa được tìm chứ. Em nói anh chắc anh xem cũng bắt được, chứ anh cũng thông cảm cho chú Thơm, tại vì anh ở xa nên thôi ưu tiên nhường cho anh, thì lần sau nếu mà bắt. Còn như mến chú Thơm thì alo con này không nghe kia. Con nào sao ấy? Biết kia cần gì? Con nào không? Đây thế em anh cứ nhìn quay. Anh nhìn trực diện em bảo đây cái con mà con 20 triệu nè. À con 21 triệu nó không lật, cái con 18 triệu mấy vô giá mà em vẫn nghe em nói, anh nhìn đây. Nó không lật mấy rồi nhờ. Nó không lật mấy đâu. Không lệch thấy đâu, nhưng ông nhìn thấy cái này nó mẹ đẹp lên. Con chậm mới vào thôi. Con chậm đó. Con nhấp 2 rồi. Đây con đây thì anh nuôi thì ok lắm này. Con đi Tết là bán cho anh chào đi cuối chiếu với các bạn này. Nuôi độ 6 tháng 1 năm. Đúng rồi, 6 tháng rồi. 6 đến 8 tháng rồi. Nhưng mà chúng luôn lên vô đó, bảo phải bắt cái kia cầm ngoài đi. Đúng rồi. Bây giờ cho ăn tăng một phát là. Đúng rồi, đúng ngay. Đúng lên cùng ngày. Cung rồi, bây giờ lên chị. Con này như chỉ nhanh. Con này là F2 không ạ? Con này F2 là mẹ nó 3B đẻ ra nó. À còn con này là F1 là mẹ nó bò lai xin bò vàng mình đẻ ra này. Còn chồng đi là 3B đẻ ra 3B này. Con đi sau em nói về mông đi này. Hết về nhà em mới có nói cày này, thế ngày em cho phút tầm 6 con cám này, 6 7 con cám còn cho ăn sướng lắm. Ô trời em bảo ơi, nhìn này. Cái loại đi sau nó đi này. Ở đây mà ai mà cho nhảy vẫn nhảy được mà, dắt ra nhảy được con đi hăng lắm. Nếu mà mình có vốn thì mình mua cái loại như thì nó nhanh hơn. Đây các bạn ở đây chưa là bắt nhớ bắt món này rồi. Đó là đúng không? Thì bắt nó cùng loại thôi. Chẳng qua con này mình thích thôi. Nói chung là bò đi thì bao giờ nó cũng sốt cả. Bao giờ nó cũng sốt cả. Thì anh chăm có chăm đến tầm 2 tháng đầu không ạ? Bắt đầu nó có lên được. Còn cái loại thì nó nhanh hơn này. Còn tính là nó nhanh hơn được. Thì mỗi lúc là cái tầm này bắt đầu đi. Đúng. Nếu ít tiền bắt đầu đi, ngày nhanh được ăn cái loại này thì 2 năm. Cái này thì 10 năm là 3 tháng, nếu mà tốt vỗ là 6 tháng. À thế là ở đây bán bia bán đậu thì mình lấy đâu anh nhờ? À nhập nó đem về cho mình nhá. Ở đây mấy cân, nếu mà tính ra xỉ nó nhập về đây mấy một cân anh? Bán bia nó tính bao đây, bao 80 cân là 120. Bao 80 cân, nhưng mà còn lấy được, nhưng mà vẫn lấy được. Xuống này có đấy, bò có đấy.
Ờ, hết chở về đây cho mình luôn hả? Vâng, vâng, vâng. Như men đi thì anh có cho ăn bãi bia cám không? Có, cho ăn đi. Tức là bắt về từ tháng Giêng hả? Bắt về mùng 10 Tết. Mùng 10 Tết, đến chờ hả? Là lúc đó là mua 17 triệu một con hả? 17 triệu. 17 triệu một con sô, 17 triệu. Tức là nuôi được... được mấy? Tháng hôm nay là 15, tháng 5 ngày rồi. Tháng 5, 10 ngày rồi. Tháng 5, 10 ngày. Đúng rồi chị, bây giờ cái loại đi, bây giờ nó mới hồi lại này. Nó mới hồi lại. Thế con đi được này anh này. Con, à, con đi phốt được này. Con đi phốt được. Ờ. Con đi bé. Nhưng thôi lúc mua có 17 triệu thì nuôi hơn tháng rồi, chỉ phải chấp nhận cái tiền nào thì cuốn ấy thôi chứ. Ông nha, chứ cũng, mình cũng không đòi hỏi được, mình cũng không đòi hỏi. Vâng, vâng. Đúng rồi. Ông bảo là nếu mua to là vỗ cái loại đi này. Đây con đi, em đã cân rồi, anh yên tâm đi. Đó, nói đúng là anh ở xa nên cũng ưu tiên. Em hai, em mua về em nuôi đó, chứ em không có bán đâu. Em mua về em nuôi đó. Đây các bác nhìn cái lưng nó này. Đó, cái lưng nó này. Con này chú thơm cân rồi nha các bác. Tức là lúc em mua em cân đói là 345 kg hơi này các bác này. 345 cân hơi chú thơm mua bằng 32 triệu đó các bác. Mua về cho nó vỗ, bữa về bẩn lắm anh ạ, bẩn kinh khủng lắm. Cái con này thì mình chưa khó tắm cho nó. Vâng, đây các bác. Đó thì đây chú Thơm giao hai con bò này này. Đó, hai con ba bê này các bác này. Đó, giao hai con này ra cho ông anh ở ngoài. Ông ơi, ở đây là ở đâu ông nhỉ? Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ đúng không? À, đó. Ông thấy mẹ trong cháu thấy lề lối nó khác, đều. Mông to chứ, mông to vai hở, ngực sâu. Vâng, đúng rồi. Mông to vai hở, ngực sâu. Anh ạ, con đi về, hai con đi về ăn tốt rồi. Em thấy hầu như là không sút anh ạ. Về nó ăn tốt, em cho đổ cám cho nó ăn. Nó không có sút. Nên mẹ đi là như không phải hai con đi mà tất tật tật ở đây mấy con đi là anh phải cho ăn cám tợn vừa đó. Anh phải cho ăn cám. Đúng rồi, mẹ mới tách sữa để vực nó không có nó sút á. Nó sút đó. Đó thì anh thấy lề lối được không? Có giống như trong video chú Thơm quay không? Đó, ở trong video em quay lên đó thì đôi khi các bác nhìn đó, các bác cứ tưởng con này nó to hơn đúng không? Cứ tưởng nó to hơn nhưng mà em bảo là 80, em bảo là 80 thôi nhưng mà về độ đẳng cấp là con này nó hơn này. Về độ đẳng cấp phó phát là con này nó hơn này. Đó, chứ không phải là nhiều tiền mà nhưng mà cái mức tiền đó người ta mới bán thì mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ đi buôn mà con nó không mua thì mua con nào? Mà mình không mua thì người khác cũng mua thôi. Nó đúng là rứa. Đây các bác mẹ này. Đó thì ở đây anh cũng nuôi trâu nữa các bác nha. À, lúc đó là mua nuôi được 4 tháng rồi phải anh? 4 tháng rồi là mua anh em là xô 20 triệu một con. Xô 20 triệu một con vỗ được 4 tháng rồi. Trâu lai các bác giống như kiểu trâu cái gì trâu Mura đó các bác. Ờ đó cái sừng nó giống đó nhưng mà nó nhỏ trâu, nó không có to. Nó nhỏ trâu. Chứ còn trâu mà trâu lai gặt của nó to lắm đó anh ạ. Nhìn nó to lắm nhưng khung này thì nhưng mà chắc anh vỗ chắc nó cũng lên tận rồi đúng không? Lên nhiều chứ. À lên nhiều rồi. Vâng. Vì trâu bây giờ giá nó cũng nhích nhích rồi nó không tệ hại giống như năm ngoái nữa. Năm ngoái lên tiêu diệt trâu. Vâng, nó không tệ hại nữa. Mình nuôi chăn nuôi nó phải là lâu dài chứ không phải nói ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Đây các bác quy mô trang trại của gia đình anh. Ở đây anh nuôi lợn nữa vâng. Đây các bác lợn này. Ồ, xà lợn này. Đây. 5-600 lợn rồi vâng. Nhiều ông nhỏ. À, đây nguyên cái trang trại lớn lợn này. Bên T là đợt trước nuôi bò nhưng mà bây giờ chuyển sang nuôi lợn luôn đúng không anh? Bên khu bên đó ngày trước anh nuôi bò bây giờ chuyển sang nuôi lợn. À, không phụ, rất là anh để lại cho anh và anh làm. À. Vâng. Rồi. Đó thì ok nha các bác. Đó xong xuôi nhá. Thì chú Thơm giao mấy con bà bê với review trang trại chăn nuôi của gia đình anh của các bác cho bà con nông dân xem. Đó thì cũng cảm ơn anh nhá. Cảm ơn gia đình đã tin tưởng ủng hộ và chọn mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Đó, chúc cho anh chăn nuôi con trâu, con bò, con lợn, con gà ham ăn chóng lớn, được giá lãi cao. Đó.
Hơi đây thì nó rớt vào tầm cỡ 10 cho các bác cân hơi. Còn bò bà B với trâu nó rớt vào tầm 95 đến 10 thì cũng ổn rồi. Đó. Ok các bác nha. Chào các bác. Chào toàn thể bà con.